Không ngờ năm tư duy tai hại này lại khiến bạn nghèo không ngóc đầu lên nổi. Bạn biết đấy, trong cuộc sống không phải lúc nào nỗ lực và cố gắng cũng đem lại kết quả tốt. Có rất nhiều người mặc dù rất chăm chỉ và nỗ lực làm việc để có cuộc sống giàu có sung túc hơn, nhưng kết quả vẫn nghèo khó, túng thiếu. Nhưng cũng có người mặc dù không cần tốn quá nhiều công sức, vẫn có được cuộc sống giàu sang phú quý. Tại sao lại xuất hiện sự chênh lệch này? Nguyên nhân là do sự khác biệt trong tư duy của mỗi người. Tư duy đúng sẽ cho bạn kết quả đúng, nhưng tư duy sai sẽ khiến bạn đi sai đường. Dù có nỗ lực đến mấy cũng là công cốc. Vì vậy, nếu bạn đã nỗ lực để thay đổi cuộc sống nhưng vẫn không thể nào có được thành quả như mong muốn, thì có thể bạn đang mắc phải năm tư duy sai lầm vô cùng tai hại sau đây. Hãy xem hết video này để biết và sửa sớm trước khi quá muộn nhé. Sai lầm thứ nhất: làm việc vì tiền thay vì để tiền làm việc cho mình. Mục tiêu của người giàu là đạt được tự do giàu có càng sớm càng tốt, tức là khả năng sống cuộc sống mà họ muốn mà không cần phải làm việc hoặc là dựa dẫm vào tiền bạc của người khác. Để đạt được mục tiêu này, một người cần duy trì cuộc sống thông qua thu nhập thụ động. Vậy, thu nhập thụ động là gì? Thu nhập thụ động là nguồn thu nhập mà bạn không cần phải làm việc vẫn có nguồn tiền đều đặn hàng tháng. Nguồn tiền này đến từ lãi suất từ hoạt động đầu tư, kinh doanh, lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng. Đây là sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Người nghèo có 1.000 đồng là 1.000 đồng và sử dụng 1.000 đó để mua những gì họ muốn. Trong khi đó, người giàu có 1.000 đồng như là một hạt giống và sau khi gieo hạt, họ có thể nhận được nhiều hơn 1.000 đồng ban đầu. Vì vậy, mỗi đồng tiền bạn chi tiêu hôm nay sẽ là hàng trăm, hàng triệu đồng trong tương lai. Sai lầm thứ hai: đầu tư lướt sóng, đầu cơ thay vì đầu tư dài hạn. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo không chỉ nằm ở thu nhập mà quan trọng hơn là ở cách họ quản lý và sử dụng đồng tiền. Thay vì dành hàng giờ chỉ để tiết kiệm, người giàu có sẽ suy nghĩ xem nên đầu tư vào đâu, làm gì để kiếm thêm tiền. Một trong những triết lý đầu tư rất ổn định đó là đặt một nửa tài sản vào những khoản đầu tư rất an toàn, 2/3 tài sản khác vào những khoản đầu tư tương đối ổn định và 10-15% còn lại vào những khoản đầu tư rủi ro cao, mục tiêu đầu tư với tỷ suất sinh lợi hơn 20%. Hãy sử dụng tiền của bạn một cách khôn ngoan và thận trọng. Đầu tư lướt sóng hay đầu cơ là một môn thể thao mạo hiểm. Nếu không có kiến thức, bạn sẽ sập bẫy. Bạn cần nhớ nguyên tắc đầu tư đầu tiên là không để mất tiền và nguyên tắc thứ hai là hài lòng với việc đầu tư đúng đắn. Sai lầm thứ ba: làm thế nào để trở nên giàu có là câu hỏi rất tồi. Nhiều người thường hỏi, làm thế nào để trở nên giàu có? Thực tế đây là một câu hỏi tồi, bởi cách duy nhất để trở nên giàu có là kiếm tiền. Thay vì hỏi làm sao để giàu có, bạn hãy tự hỏi làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn và bắt tay vào hành động. Người thành công giàu có là người rất giỏi nhìn ra vấn đề của xã hội và tìm cách giải quyết chúng. Suy nghĩ sai lầm của người bình thường là tìm kiếm cơ hội, nhưng thứ bạn cần tìm kiếm phải là vấn đề. Những người kiếm nhiều tiền biết rằng tiền chảy ra từ ý tưởng và cách thức giải quyết vấn đề. Tư duy khác biệt của người giàu đó chính là không sợ khó, sợ khổ. Họ khao khát giải quyết vấn đề trong cuộc sống và luôn tin rằng mình xứng đáng giàu có. Sai lầm thứ tư: chấp nhận lương thấp, thu nhập hàng tháng ổn định. Ngày nay có rất nhiều bạn trẻ mới ra trường, họ chấp nhận một mức lương với giá rẻ so với năng lực. Tuy nhiên, nếu bạn đã ở trong tình trạng này nhiều năm và bạn chấp nhận sự thực này, điều đó đồng nghĩa với việc chính bạn đang tự hủy hoại tiền đồ của chính bạn. Nhiều người thích nhận một mức lương cố định hàng tháng vì nó mang lại cho họ cảm giác an toàn. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự an toàn này chính là bạn không thể trở nên giàu có. Nếu muốn kiếm nhiều tiền, bạn phải dựa vào hiệu suất làm việc và kết quả công việc. Hãy cố gắng làm tốt và làm nhanh hơn thay vì hy vọng vào một khoản tiền lương cố định. Hãy chọn một công việc kiếm tiền dựa trên giá trị của bạn, dũng cảm vượt qua cảm giác an toàn mà đồng lương hiện tại đem lại cho bạn. Có một điều bạn cần nhớ, nếu không có năng lực tốt, bạn không thể nhận được mức lương cao. Sai lầm thứ năm: tư duy ngắn hạn, ham lợi trước mắt. Bạn sẽ nhận thấy những người thành công là người có khả năng suy nghĩ dài hạn. Jeff Bezos, người sáng lập và chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử Amazon, tỷ phú giàu nhất nhì thế giới từng chia sẻ: nếu bạn tưởng tượng bản thân mình lúc 80 tuổi và suy nghĩ lúc đó mình đang nghĩ gì, bạn sẽ thoát khỏi những lo lắng vụn vặt thường ngày. Suy nghĩ ngắn hạn sẽ làm bạn cảm thấy hoang mang, nhưng nếu nghĩ dài hạn, bạn có thể đưa ra quyết định tốt nhất cho cuộc đời của bạn mà không hối hận. Khi chấp nhận làm việc ở một vị trí nào đó, thay vì nghĩ về mức lương bạn được trả, hãy nghĩ về những giá trị mà bạn có thể nhận được. Vị trí đó sẽ giúp bạn học được những kỹ năng gì? Môi trường làm việc đó có giúp bạn phát triển không? Sếp của bạn có thể chia sẻ cho bạn những giá trị mà bạn mong muốn? Lộ trình thăng tiến trong công việc của bạn như thế nào? Hãy ghi nhớ một điều quan trọng: thứ giúp bạn có được mức lương cao không phải là công ty tốt
hay một vận may khi xin vào được một vị trí có lương cao, mà đó là năng lực của bạn. Thà chấp nhận mức lương 5 triệu, nhưng ở đó bạn sẽ được phát triển để trở thành một người sau này được doanh nghiệp săn đón, còn hơn chịu được một công việc 10 triệu mà suốt đời vẫn như vậy. Để có được cuộc sống tốt hơn, hãy suy nghĩ về cuộc sống 10 năm, 20 năm, 30 năm sau của bạn. Lúc đó bạn muốn mình đạt được những gì, thu nhập của bạn là bao nhiêu, và ngay lập tức lên kế hoạch hành động và cam kết phải đạt được những điều đó bằng mọi giá. Vừa rồi tôi đã chia sẻ cho bạn 5 tư duy vô cùng nguy hại khiến nỗ lực cố gắng của bạn thành công cốc. Sau video này, hãy thiết lập lại tư duy đúng đắn, vạch rõ mục tiêu để nhanh chóng đạt được thành công mà bạn kỳ vọng nhé. Chúc bạn sớm đạt được thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.